trình Ai Là Ma Sói cùng với SGO 48. Xin chào mọi người, chúng mình là SGO 48. Mình chơi ngay cái giờ đẹp nữa, 13 người chơi lúc 12 giờ. Tổng cộng con game mà chúng ta sẽ có 4 chức năng và 3 con sói, còn lại là dân hết. Thì các chức năng ở đây chúng ta sẽ có gì? Nhưng mà nãy giờ chúng ta chưa chơi Cupid thần tình yêu. Các bạn ở đây ai chơi Cupid rồi? Em. Rồi ai cho anh biết luôn chức năng Cupid là gì? Một. Rồi, mời em. Theo như những lần em chơi thì Cupid là một phe thứ ba. Khi mà bọn trò gọi Cupid dậy trong đêm đầu tiên của game thì Cupid sẽ ghép đôi hai người hoặc có thể ghép bản thân mình với một người nào đấy thành trở thành phe thứ ba, và Cupid sẽ thắng khi mà phe thứ ba chơi tới cuối, chiến thắng tới cuối cùng. Nhưng mà nếu một trong hai người chết thì người còn lại sẽ cũng sẽ chết theo. Đúng. Wow. Em nói gần đúng rồi, anh bổ sung thêm xíu nữa thôi. Nghĩa là Cupid mặc định cái người Cupid này vẫn là cái dạng phe dân làng thôi. Họ không phải là cái phe sói thôi nha, ai cầm lá này lưu ý nha. Mình là phe dân nha. Có nhiều người cầm cái lá này lên cứ mặc định mình đứng là phe sói á. Lưu ý đây là phe dân. Và khi chúng ta ghép đôi, chúng ta sẽ chọn bất kỳ hai người bất kỳ. Còn nếu như bản thân chúng ta thấy vẽ ra lâu quá, chúng ta ghép đôi với một người nữa, thì hai người được ghép đôi á, họ sẽ được mở mắt ra nhìn nhau và diễn tả cho đối phương biết mình là ai. Ở đây có một số bạn sẽ chơi là bằng cách là chúng ta sẽ mở lá bài lên cho người kia coi luôn, nhưng thấy nó không hay. Chúng ta không cần mở lá bài, chúng ta chỉ làm điều bộ thôi, kiểu làm ra sói cái kiểu gì đó nha, hoặc là vuốt râu cái kiểu để làm ra dân. Rồi, với lại có một cái điều nữa anh bổ sung với bạn luôn á, là khi mà họ ghép đôi á, nó không hẳn phải ra phe thứ ba đâu, tại vì nó sẽ có ba trường hợp. Khi các bạn ghép đôi mà dân với dân thì tự nhiên là dân với con thôi, chẳng gì sẽ ra hết, họ vẫn là dân. Nếu mà sói với sói thì tự nhiên là hai sói biết nhau thì chẳng gì sẽ ra hết. Nhưng mà nếu như dân với sói thì lúc đó mới trở thành phe thứ ba. Thì cái cặp đôi đó, cái mục tiêu quan trọng nhất là làm gì? Vừa phải giết dân thì vừa phải giết sói thì cái cặp đôi đó trở thành cặp đôi còn sống sót. Lúc đó cặp đôi chiến thắng nha. Còn Cupid thì lúc đó thì Cupid thì nhìn giữ ghép đôi thôi, không liên quan gì hết. Sao hết. Rồi các bạn lưu ý là cái dịch vụ của người Cupid đó là đi ghép đôi. Và cặp đôi nhớ lưu ý cho anh 3 trường hợp vậy thôi nha. Dạ. Được rồi, sao em? Thì là nếu mà ví dụ em là Cupid với lại Muchi. Ừ. Cupid với lại Muchi. Em được ghép với lại bạn Muchi ở đây. Khi mà sói chết hết thì là em được tiếp tục. Không. Nếu mà sói chết hết thì dân vẫn là chiến thắng thôi. Nhưng nếu như em là sói mà Muji là dân đi, thì em với Muji coi như là phe thứ ba. Đó, em vừa phải giết mấy con sói đồng loại của em, mà Muji cũng phải giết những người dân đồng loại của Muji luôn. Để em với Muji phe thứ ba thì là anh sẽ nghĩa là phe thứ ba là thắng độc lập. Khi mà phe thứ ba là sói với dân được ghép đôi với nhau thì đó gọi là phe thứ ba, họ không bị sói, họ cũng chẳng bị dân nữa. Tức là phe thứ ba thì tính như là sói với lại dân. Chính xác. Độc ví dụ bây giờ ví dụ nha, ví dụ như game chúng ta còn 4 người, trong đó chúng ta có một con sói với 3 người dân, mà con sói được ghép đôi mất tiêu rồi thì chỉ cần giết người dân còn lại thôi, lúc đó là con sói với người dân cặp đôi đã chiến thắng. Yeah. À, mặc dù là có vẻ số dân nhiều hơn nhưng mà cặp đôi chiến thắng. Rồi còn nhiều gì nữa không? Anh Sang hiểu mình. Ai muốn xuống phòng lấy bài trước? Em. Ok, nhìn nhất. Em. Rồi gọn gàng như thế. Rồi ai giữ cho rồi thì cái số lượng người chơi chúng ta này hơi đông hơn chút xíu, thì anh có một lời khuyên như vậy là các bạn ngồi khi mà về đêm á, các bạn cố gắng ta hít sâu nín thở, đừng nhúc nhích gì hết, cục cự gì hết xung quanh sẽ biết. Sẵn sàng chưa? Ok. Rồi sẵn sàng rồi thì đêm đầu tiên chúng ta bắt đầu.
hôm qua là chúng ta có một người chết. Còn những cái nhân vật hồi nãy mặc đồ với chị Khánh đó, ở trong đó có chị đó, có chị đó, chị đi nay luôn á, có chị đúng rồi, có tiền rồi, đúng rồi, căn quả không biết đây không, em đang nghĩ là còn so sánh nhưng mà có cùng ý kiến chung với nhau đúng rồi, rất là khác nhau về cái chị là khác nhau nha. Mà thì chị không chơi chẳng hạn với cây xây trước. Ê, có khi nào kiểu hôm qua ba con sói định chỉ Mochi xong cái thôi suy nghĩ lại thương Mochi. Ờ, đã hồi đấy Mochi chơi. Nhưng em lại nghĩ nếu như mà Mochi không chết có nghĩa là Mochi là sói. Nếu mà Mochi không phải là sói thì Mochi đã chết rồi mọi người à, mọi người hiểu không? Không, đúng rồi. Họ quên người yêu của nhau chứ. Chết bà không? Không, nha. Không quên. Ủa, cặp đôi hả? Ồ, người yêu hả? Cặp đôi hả? Cặp đôi luôn hả? Đúng rồi. Ủa, nhưng mà không biết nhau. Nhưng mà hai người phải biết nhau chứ. Đúng rồi, hai người phải biết nhau. Thì vừa bảo cặp đôi thì hỏi. Cặp đôi. Ok, không hiểu đúng rồi. Em bị nháo xíu lỡ mọi người. Đi ra ngoài chơi đi. Mình mừng quá, bữa nay mình đã được sống. Thật ra thì em chị là sói mà. Chị là sói thì chị phải sói chứ. Tối ra rồi thì nên tắt rồi. Nên bây giờ mình phải giết em trước. Sao sao đi chồng rồi. Đổi chiến thuật rồi. Người ta tắt rồi. Nè chiến thuật. Người ta lo sai. Hai chiến thuật. Hai đệ. Còn chẳng nói chuyện. Có 3 phút. Im lặng. Là mình bỏ. Còn lấy 1 tiếp tục bóp cũng như thế. Đang nhìn mọi người luôn á. Và lại tiếp tục như mọi người. Bây giờ ai không phải là dân giơ tay. Thôi chị ơi. Chắc chị nói thật luôn á. Mình hiểu nhau mà một chi. Jasley cũng em quá kìa. Ờ quên chị quên luôn. Quên đó. À quên rồi. Quên tập trước đó. Nữ hoàng. Nữ hoàng ma sói mới của chúng ta. Brand new queen. Rồi hết giờ, 5 giây, người ra chỉ người đó. 5 4 3 2 1 chỉ. Tên. Rồi đi yên tai xem nha. Bao nhiêu bạn chỉ một chi? Bao nhiêu chi không? Bao nhiêu sáng không? Bao nhiêu bạn? Bao nhiêu sáng giơ tay lên? 1, 2, 3, 4. Rồi bao nhiêu bạn chỉ cùng Nhi giơ tay lên xem? 1, 2, 3, 4. Rồi bao nhiêu bạn chỉ Dương? 4 Rồi 4 bạn chỉ cùng Nhi, 4 bạn chỉ Mochi. Chúng ta đều chưa? Dạ không. Rồi, ta có hai bạn chỉ đồng phiếu với nhau. Thì đồng phiếu thì không có chuyện gì xảy ra hết. Hả? Ủa? Dạ. Ui. Ôi trời. Không. Một cái chết vô nghĩa. Một cái chết vô nghĩa. Mọi người. Ủa, em tưởng là được chung, lên làm chung chứ. Một cái ngày vô nghĩa vừa mới diễn ra. Chắc đúng không? Rồi, đây. Cái là gì vậy? Một ngày trôi qua êm đẹp của sáng, một người chỉ trỏ nhưng cuối cùng không ai chết hết. Ôi trời, êm đẹp luôn. Em rồi. Chống mắt lên coi, con sói nó sẽ xuống suối vàng với em. Chắc đúng không? Rồi, đêm thứ hai chúng ta bắt đầu. Rồi, trời sáng tất cả mọi người chúng ta mở mắt ra. Đêm qua, nhẹ nhẹ một người chết. Một người chết. Anh đi vòng sân đây. Đi đâu vậy? Đi ngồi làm quà.
thể nó là tiên tri hoặc nó là một cái chức năng gì đấy. Sunny, baby là Sunny là dân thường mà tại muốn chơi nên vậy thôi. Không có gì đâu. Cả nhà ơi, em nghe gì? Em có một bạn nghĩ tao cái nỗi sợ rất là giờ con lớn đang nằm cạnh em. Khoanh vùng nhẹ nha, 1, 2, 3 là không á. Sao chị lại nhìn chị Dương dữ vậy? Sao nhìn em dữ vậy? Tôi cái gì? Con người quên rồi. Tôi không phải là sói. Mà cái người tôi đang nghi sói nhiều nhất là một là Trùng Dương, hai là Dương Thảo. Tại vì vote đầu tiên Dương Thảo cũng vote chị trong cái. Ê, cũng đúng nha. Không gì, không ấy. Nếu mà dựa chị theo... chưa có một thái độ gì mà thì Dương Thảo lại có rất là nhiều người tập trung vào phía phiếu này có mình Dương Thảo vậy. Nhớ câu sấm truyền. Không mọi người, bên một trong hai. Tại vì em quan sát hay kinh nghiệm em chơi thì thường ai là sói á là sẽ nhắm vô giết em trước không mình. No. Nhưng mà chị không phải giết em luôn. Không, ngay từ đầu chị cũng nghi em luôn. Chị không phải giết em luôn. Chị bây giờ tại vì cái vote đầu tiên em vote chị nên bây giờ chị mới nghi em. Chứ ban đầu mà giờ đầu tới giờ chị vẫn nghi một. Với lại cách nói chuyện của chị nãy giờ thì em nghi chị. Thì nếu em nghi chị thì là em là sói, thì chắc chắn. Nếu em nghi sĩ chị thì em là sói. Chị không có lời biện hộ gì hết, tại vì chị đâu phải là sói. Giống như từ nãy chị đã nói rồi, cái lý do đầu tiên chị nghi Như Thảo đó là tự nhiên mọi người đang chỉ về này thì Như Thảo tự nhiên cái gì. Trong khi từ đầu tới giờ chị vẫn chưa có một thái độ gì là ấy hết, chị chỉ nghi mỗi mình Trùng Dương. Rút kinh nghiệm. Còn 1 phút. Bây giờ thì tôi là chuyện sắp tôi nghĩ ánh sáng nha. Nhìn mặt nó hơi xinh xanh rồi. Hay thôi, về trước một bên. Bây giờ mình đẩy một người, phải đẩy một người trước đi. Mình không thể để sống nữa. Ok, hết giờ. 5 giây nghi ai chỉ người đó. 5 4 3 2 1 chị. Queen. Rồi, 5 câu bắt đầu, câu nhất. Em là dân. Một câu đó đó em rồi. Kinh nghiệm đi em. Không tin em thì thôi. 2. Câu thứ 3. Vậy 3 câu hả? 3. Câu thứ 4. Cho đến bây giờ thì trò chơi cũng kéo dài được 2 ngày. Ủa? 4. Trời ơi. Còn câu cuối cùng. Ok, em là dân. Giết. Ok. Rồi, nó là số chắc luôn. Ok, 5 giây. Sống hay chết? Tùy mọi người nhớ nha, sống đưa lên. Chết đưa xuống. 5 giây, 5. 5. 4 3 2 1 chưa mà giờ. Xong rồi, thỏa lòng ước mơ của em rồi đấy. Để vậy cho nó căng thẳng. Chứ chung là tôi đây kiểu như là nếu mà tiên tri mà có soi cái gì cho hay. Lúc mà sáng tiên tri soi chị đi cho nó chắc cú rồi. Ok, rồi sau 2 ngày thì có 3 nạn nhân mà đúng không? Rồi ok, đêm thứ 3 chúng ta bắt đầu. Rồi, trời sáng, tất cả mọi người chúng ta mở mắt ra. Sáng hôm nay thì là chúng ta xảy ra một vụ án mạng. Anh! Là gì? Anh đừng nước sai chứ. Ok, anh sẽ bye không, bye anh sẽ không kéo em được chưa? Sau wow! Nhưng mà án mạng là chết mấy người anh? Sao em? Đẫm máu không anh? Đẫm máu á. Hai người đó. Oh. Rồi muốn gì cãi nhau 3 phút bắt đầu. Chúng ta không có phù thủy ở đây cho nên nó không có việc văn bình đâu. Em không biết. Con chi em là tiên tri á. À không, không nhớ. Tiên tri hôm qua có soi được cái gì không? Lên tiếng đi đó. Có khi tiên tri chết rồi. Nên chị biết tiên tri chưa chết. Nếu tiên tri chưa chết thì chị. Em quên chị Ashley luôn. Chị Ashley là tiên tri á. Ashley là gì vậy? Ai là tiên tri? Nếu không thì chắc maybe là chết rồi. Vậy là dân hả? 1 phút 30 giây. Dẫn đi nha, dẫn đi chị tiên tri nha. Nếu như hai đứa nghi chị, hai đứa là sói. Chị chắc chắn luôn. Tự nhiên nghi cái là sói. Cái câu nó vô. Tại vì em muốn nghi một người nào đó, em phải có cơ sở. Giống như chị nghi Trùng Dương nè. Chị nghi Trùng Dương chỉ có cơ sở nha. Cơ sở gì? Cơ sở của chị là con mắt đen đơn. Không phải. Khi mà cặp đôi chết thì kiểu Trùng Dương kiểu Trùng Dương kiểu. Oh.
vậy đó. Thì kiểu vậy đó. Maybe cũng có thể là như hàng ngày thường như vậy, nhưng mà theo cách nhìn của tôi thì ơi, nhưng mà không tập đấy. Trời ơi, thì là mình đi ổ á. Thì vậy đó, cái đẹp. Rồi em biết lỡ Trùng Dương là cô biết thì sao? Mà Trùng Dương cũng có vẻ mà cỏ lắm kìa. Thôi mình bớt Trùng Dương cho Trùng Dương, em nghĩ mệt nha. Em cố gắng lắm á, cho nên là em chơi tiếp vì em đau bụng lắm mà. Không, maybe nha, maybe nha. Còn maybe nha mọi người, không thể nào nguyên vàng là dấn hết được. Chắc chắn hả? Chắc chắn, không thể. Còn chị chắc chắn. Chị chắc chắn, chị Khánh nếu bị giết đầu tiên, chị Khánh chắc chắn là phải dân hoặc là dân. Baby chắc là dân rồi. Không, Baby chắc là chị Khánh. Em biết chị Khánh là dân. Chị cũng vậy. Và chị có xác suất thì 1 trong 2. Chứ không thể nào mà nguyên vàng. Còn là có phải là chị biết không? Không, em không phải là cô biết. Tức là trong đây không ai nhận cô biết hết, không ai nhận tiên tri hết. Thật sự. Rồi, có cái gì không? Không, không ai nhận. Nó bắt kiểu nó có ở ra rồi. Dạ, chắc. À không phải, là phải. Người ta à sao okay, em xin lỗi chị. Không ai bắt mắt mọi người. Không, không ai nhận cô biết, không ai nhận thật sao, không ai nhận bảo vệ, không ai nhận gì hết. Không ai nhận hết, toàn dân hết. Hết giờ, 5 giây nghe ai? Chỉ người đó. 5 4 3 2 1 Chị. Rồi, để yên tay, để yên tay, để yên tay, để yên tay. Bao nhiêu bạn? Không biết. Bao nhiêu bạn chọn chị đi, chúng ta lên. Bao nhiêu bạn chỉ đi? 1. Rồi, bao nhiêu bạn chọn Easy? Chỉ cho tay thẳng lên. 1, 2, 3, 4. Tức. Em chỉ ai vậy? Ok, rồi Minzy, em 4 phiếu. Trời ơi, tôi đã giải thích tất cả như vậy luôn rồi mọi người bị làm sao á. Nếu là tức là xác suất mà để nguyên một vàng đây là dân ra rất là hiếm. Câu thứ nhất, hầu như là không hiếm, hầu như là không có luôn. Hiểu không? Tôi đã nói tôi là dân. Ở đây chắc chắn chị Khánh là dân, tôi chắc chắn là dân. Nếu như là dân thì phải tin tôi. Câu thứ tư. Hết, em không có nói được. Ghê. Mà hai câu không xài không em? Dạ khỏi, không xài luôn. Rồi. 5 giây, sống hay chết tùy vì mọi người. 5 4 3 2 1 Đi yên tay. Rồi đi yên tay. 1 sống, 2 sống, 3 sống, 4 sống, 1 chết, 2 chết, 3 chết, em sống. Lưu ý khu vực này mọi người. Rồi, cảm ơn em vì mọi người xài chứ 3 câu mà sống luôn, ghê thật. Nói chung thì lần này không có chết. Rồi, sáng thứ 3 không có ai chết hết. Đêm thứ 4 bắt đầu. Rồi, trời sáng, người mở mắt ra. Em thấy anh nhìn em nhiều quá, thôi đi ra nha. Đi chơi với anh cho vui. Dạ. Đi chơi với anh cho vui. Welcome. Mọi người chết. Thấy chưa? 3 phút bắt đầu. Là cái gì? Má ơi, trời ơi, này má đó mọi người. Có nghe quản trò bảo là tiên tri. Thì tiên tri nhanh gọn lẹ gì đó. Không biết tiên tri còn sống. Không, chị không phải tiên tri đâu. Em là gì nhỉ? Nhưng mà em còn bận rồi, chị không nói mất gì, em nói rồi. Mọi người đừng có khai thác quản trò anh tung qua mù nhiều lắm. Thì mọi người đừng khai thác anh vô ích. Anh thường xuyên thật. Maybe chị đã nói chị ngay từ đầu, chị nghe Dùng Dương rồi. Để em sai chỗ nào? Không phải sai nhưng mà tại mọi người luôn. Mọi người quá là cương quyết quá, chị tin chi từ đầu đến cuối luôn. Xong cái đùng cứ về một cái. Đúng rồi. Tại vì á thì chị á, ban đầu thì chị thấy chị Minzy kiểu nói nhiều. Với lại không, bây giờ chị cũng nghe em nữa, là và bây giờ là người có chức năng là từ nãy không thấy ai lên tiếng nè. Tiên tri không nói một cái gì hết, maybe có thể tiên tri chết rồi. Tiên tri chắc chị Khánh rồi chắc. Really? Em nghĩ có thể là Sunny. Em Sunny mà làm gì gớm gớm bây giờ mình có bao nhiêu năm không? 4 em. 4 cái bồn. Còn 1 phút. Thôi bây giờ nghe cho dễ nè. Bây giờ chị sẽ bóp Trùng Dương mà đêm sau nếu mà ba đứa mà chết thì chắc chắn sói đúng rồi, loại hai người, loại hai người bên này. Tại vì nếu như mà đêm sau chị chết thì maybe có thể là một hai người này. Còn nếu đêm sau chị không chết mà một trong hai người này chết á thì chắc chắn không thể là sói. Em nô lỡ sói xác suất là không. Chị nói như thế thì những con sói ở đây cũng có thể là em là sói, em cũng sẽ suy đoán. Thì đấy, chị nói rồi đấy. Nếu đêm sau, bây giờ chị bóp Trùng Dương nè. Đêm sau mà chị chết á thì bây giờ là phải bóp chị Minzy nè. Còn 30 giây. Em mà kêu bóp chị, em chắc chắn em là sói luôn. Chị chắc chắn. Tại vì chị là sói cho nên là em mới kêu mọi người. No, chị không phải là sói, chị là dân. Em có cơ sở.
em có sợ của em là gì? Trong khi chị biết chị nhìn cái thái độ của em là chị biết, hoặc không cũng có thể là em làm dân, nhưng khả năng làm dân của em khoảng 30% thôi. Thì kiểu cái thái bình thường á, chị chơi chung với em á, những lúc mà em có chức năng á, em kiểu sẽ rất là, mặc dù em mệt, maybe em mệt, thì em kiểu rất là tự tin và luôn phản biện, em hiểu không? Đó là cách bình thường chị chơi. Nếu như mà em biết đối với chị thì dân sẽ thua đó. Thì bây giờ cứ như vậy đi. Bây giờ năm bốn, nó rành như vậy rồi luôn á mọi người. Ba hai một, hết giờ đi yên tay. Phải có cùng nhau, phải có cùng nhau. Không cãi nữa. Bao nhiêu bạn chị Dương? Ba bốn người luôn rồi. Dương năm câu của em, câu nhất. Vậy đầu đóng ra sự không ra. Từ đầu đến bây giờ là em im lặng, là tại vì em không muốn em vào tầm ngắm của sói. Lý do là vì em là tiên tri. Em có được quyền nói không? Câu thứ ba. Em soi ra chị. Hồi nãy là em chỉ vừa mới nghi chị thôi, nhưng mà đêm qua là em đã soi ra chị rồi. Câu thứ tư. Em không muốn nhận luôn, tại vì có khả năng là vẫn còn hai sói, cho nên là em không muốn nhận luôn. Và cũng có khả năng là bảo vệ đã chết rồi nên em không muốn nhận. Nhưng mà bây giờ em đã lên vàng rồi thì em phải nói là luôn là phải giết chị Nhân Si luôn. Câu cuối cùng. Nói chung là em đã nói đầy đủ hết rồi mọi người. Nếu mà muốn dân thắng á thì giờ cũng lên vàng rồi đúng không? Thì hết năm câu. Rồi, 5 giây, sống hay chết tùy mọi người. 5 4 3 2 1 bỏ phiếu. Một sống, hai sống, đa phần thiếu chết, định diễn. Cảm ơn mọi người. Và... rồi không nói nữa. Muốn gì đem giải quyết. Số lượng ma có lẽ nhiều hơn số lượng dân rồi ha. Ở đây còn một sói nữa. Rồi thì ở đây chúng ta có thể biết được đây chúng ta còn 6 người chơi. Mà game ta có 3 sói, nếu như mà 3 sói còn sống thì nghĩa là game kết thúc. Mà game tiếp tục thì mọi người có thể suy luận được thêm. Tất cả mọi người hôm nay nhắm mắt lại. Trời sáng, tất cả mọi người mở mắt ra. Ôi đừng nhìn em cũng thiệt đó. Và đây vui hơn. Đây vui hơn. Em có gì đâu. Hello, khỏe không em? Cười lên tức. Tối qua chị Nhi đi bảo vệ ai? Hai chị không phải là bảo vệ. Chị nhận bảo vệ má. Kìa, sao thế? Sói. Sói? Sao vậy? Trời ơi, sốc quá cả trời. Trên đi. Đúng rồi, tôi cũng thấy mà. Bây giờ không đâu mọi người ơi, em còn mấy người nhiễu khai một tiếng á. Chị là dân. Chị làm sao thế? Trời ơi, con bé quá hả? Nãy giờ không phải. Sao chị biết? Dân em à. Chị là chị đang biết lắm. Chị là bảo vệ mình. Nhưng mà đêm trước chị bảo vệ ai? Chị bảo vệ ai? Chị ra lót lại trời. À thế thì sao mà giấu mà tập hợp các diễn viên. Ê sao tự nhiên sao đừng nghe đi các bạn. Chứ sao không? Chị bảo vệ ai? Chứ sao nghe luôn. Bảo với chị. Vậy từ sau từ đấy giờ cho em nói. Sao hồi nãy bà nói là đánh lạc đúng rồi. Thì bảo vệ người đó. Sao nãy bà nói là đúng hai bà rồi. Nhưng bé này không phải đánh lạc. Chị có thể đánh lạc cũng được, nhưng mà từ nãy đến giờ. Từ nãy đến giờ đâu có ai nhận bảo vệ đâu, không ai nhận chức năng gì hết đâu. Tôi nói từ đầu là tôi là bảo vệ luôn mà. Nhưng mà từ nãy giờ em không biết được. Chị đang nghi ngờ em nên là chị không thể trả lời lời của em đó. Ủa nhưng mà bây giờ em đã nói là tất cả mọi người đều cùng khai. Cùng khai? Chị đã khai. Em vẫn là người cùng khai luôn. Nếu chị đã bảo vệ thật sự, chị có thể kiểu giúp mọi người, kêu mọi người là mời cốt em. Đúng không? Không, bây giờ là ai cũng có một cái gì hết rõ rồi đó. Còn Mô Chi là cái gì nè? Em là cái gì? Ủa em biết, bây giờ mọi người cũng phải biết em là con người chứ. Đúng không? Quen quá. Ô, quen thuộc, xin lỗi, từ nãy giờ em chưa làm dân lần nào. Còn một phút. Em cũng không hề chơi ma sòi với chị, đúng không? Thế bây giờ thì... có ai dân không? Có ai để ở đây ai nhận ở dân hết á? Không, có
đừng lộn bạn này nha. Hồi nãy đi mới vừa nhìn qua tôi thì nó là bố còn hả? Là có nghĩa là kiểu tính giết tôi hay sao á? Trời ơi, nó bảo vệ vậy luôn. Ai biết được lớn tất á. Trời ơi, nhưng mà chị có tập lòng tin với của em. Rõ ràng em hỏi đi rất nhiều. Tại vì chị nói thật là vì chị nghi ngờ em. Chị Như Thảo có sao sao? Chị Thảo khác hoàn toàn với hai tập trước. Cái kinh nghiệm nói nhiều hơn thôi. Ơi, 30 tôi... giây. Ý là cả nhà có ai tên em không? Mời chị lại. Lúc này em rất tin chị là bảo vệ. Hồi nãy cái lúc mà em cái này em so di cả nhà. Cái này cũng phải em không run nhưng em cố tình. Lúc mà chị dạy em gọi là em tin chị là bảo vệ. Nhưng đến lúc em dạy tại sao em cứ hỏi mãi chị bảo vệ ai chị không trả lời. Thì bởi vì như thế này em mới nghi chị. Kiểu chị cứ vòng vo mãi luôn ý. Dù chị nghi em là sói nhưng mà của chị sợ gì ở đây bao nhiêu dân à. Ở đây chỉ có một con sói thôi. Đúng rồi. Chắc luôn. Hết giờ, 5 giây nghi ai chỉ người đó. 5 4 3 10 2 1 chỉ. Bao nhiêu bạn chỉ Mochi? 1, 2, 3 Mochi, chỉ có 5 câu. Câu nhất. Em nói một câu. Em là dân. À, không, cho em nói thêm đi. Em là dân. Em tốt 3 câu rồi đó. Câu thứ 4 của em là gì? Em là dân. Rồi, câu cuối cùng đi em. Này thì em câu thôi. Rõ ràng ngay từ đầu lúc mà em mới tỉnh dậy em đã hỏi ngay chị Nini. Bởi vì em tin chị Nini là bảo vệ. Em tập cái đấy ra để tất cả mọi người nhìn thấy em rất là đáng tin luôn. Kiểu em ơi. Thôi em không nói. Ok, muốn hết câu đi nói nè. 5 giây, sống hay chết. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Hiệu quả, em sống. Game tiếp tục, đêm tiếp theo. Trời sáng, tất cả mọi người đã mở mắt ra. Đêm hôm qua là chúng ta có một người chết. Rồi, sư ra đi của chị Nhi cho em nói một cái nhá. Con sói này gây gặp. Tất cả em của chị Nhi đang ấy với nhau. Thế nên là giết chị Nhi để mọi người nghi em đúng không? Chị biết em sẽ đâu. Rồi, anh xin phép đẩy những người còn sống lên phía trước chút xíu. Không, nhiều người nếu chị Nhi đi chết thì chị sẽ nghĩ là em. Hello. Các bạn còn sống, ta gom lại chút xíu. Có rằng dành dành ta của sao lỗi chúng ta đi vậy. Dạ, không phải chị, nếu mà em là sói thì chị. Ơ không, em không biết chị là ai. Sao tôi thấy nó diễn sâu quá hả? Ủa trời ơi, thật. Cái gì mà diễn sâu không vậy chị ơi? Ủa có cái gì em nói đó luôn á. Ai đâu biết được em đang diễn. Tại nãy lúc mà thấy em đơn giản là thấy là em cứ run run nãy giờ. Bởi vì em tức, thì nên em run nè. Đến bây giờ em vẫn còn tức nè. Bây giờ tới chấm cuối rồi. Chị nói là chị đi, nãy giờ em đợi chị đó. Tôi đang cũng... Hunter. Hunter là gì mà nói? Hả? Hunter hả? Mình sinh dục Việt Hóa xíu. Không sao. Tại vì nhớ cái kiểu trên cái bài thôi. Cho nên là chị mới nói là hồi nãy nếu mà Mochi chọn chị thì chị sẽ kéo thêm Mochi rồi. Nhưng mà chị ơi, em không biết chị là ai cả. Ôi trời đất, rồi xong mà chị. Cái gì vậy mọi người? Hồi nãy em biết là em biết là chị với em có thù oán với nhau. Trời ơi, thù oán gì? Ôi chị ơi, cái lúc mà hai người chết một lượt là em đã nghi là thợ săn chết luôn lúc đấy chứ em không hề nghi là couple luôn. Em không nghi là tình nhân luôn. Em nói với tất cả mọi người em... Trời ơi, làm ơn. Có ai nhớ cái câu đấy, em rõ ràng em nói là em nghi thợ săn hơn là em đã nghi thợ săn chết từ cái lúc đấy rồi. Chị không nghe. Ôi chị kệ chị, giống nghi kệ chị em nghi. Nhức não quá, không biết. Trời ơi, chốt rồi, em chốt rồi á. Dạ không, chị giết Nini mà nghiêng với em á chị. Chị Nini, chị Jenny vừa nói luôn á. Bởi vì mọi người đã nghi em từ bán trước nên bây giờ giết ai thì em cũng là người đáng nghi nhất, đúng không? Ý tôi là hồi nãy là có thể là hỏi xăng chết kéo một người, cũng hay là Covid đúng không? Ừ, đúng rồi chị. Vậy là mới không có một cặp thôi. Chứng minh. Không có gì chứng minh là... Không có gì chứng minh chứ, là cặp là hỏi xăng cả. Nhưng mà hồi nãy là chị Như Thảo là... chị Ashley còn là cũng có vote cho... Đúng rồi, vote em chứ. Nha.
Kiểu từ nãy giờ, từ đầu buổi đến giờ em luôn luôn đi tìm con sói. Em nói rất rất là nhiều luôn ý. Gần đây ai cũng đang tìm sói mà. Này, với cả ánh sáng lòi sói ra, em là người kêu gọi mọi người vốt sáng luôn. Nhưng mà cũng hay là chiến lược của em. Ờ, là em giết người này giết ngay ngày đầu tiên luôn được. Đây sói không làm vậy đâu. Em đang tạo lòng tin. Tại vì mọi người đang nghi ánh sáng thì nhiều mà. Ôi, nhưng mà lúc đấy em đã vốt xuống Nhi trước. Xong hôm sau em mới Nhi sang ánh sáng. Để em nói với tất cả mọi người luôn. Em đã nói rất nhiều. Chúng ta vẫn lòng tin nha. Còn em là dứt lại. Ê, đúng thế. Thế, tên em. Ừ, xong rồi hai mình chửi nhau đến cuối cùng hai. Một cái người này là sói. Ngừng. Em tên chị Ashley. Cho em tức mà em run luôn ý. Không, chị nghĩ là em nói xạo lên em run. Ôi mọi người ơi. Chắc từ trước chả có một cái bằng chứng nào để nói em giống sói hơn hai chị cả. Đúng không? 30 giây. Em cũng đang nghe. Ở trong này thì em không tin ai cả. Anh gì? Dạ không chị. Nhưng mà con này cũng diễn sâu lắm rồi nha. Ủa, chị chơi ma sói với em không hả? Chị chơi quá. Ủa, chị cũng có chơi mà. Tính ra biểu hiện hồi nãy của em giống y như bây giờ luôn ý. Thì mà, ví dụ như hồi nãy em được tin hơn thôi. Ví dụ như em đang là sói thì em vẫn giữ cái tính cách đó để cho mọi người tin em là dâu. Sai, chị em rất nhiều tính cách khi em chơi ma sói. Em đâu biết được. Thôi, đâu lúc nào em cũng chơi một kiểu. Mất giờ, 5 giây nghe ai chị người đó. Chị để em một chị đi. 5 Thiệt luôn. 1 Chắc chưa? 3 Chắc luôn. 2 1 chị sao tôi làm câu của em nhâm nhây chậm lại là cả nhà. Từ từ cho em lấy thôi đã. Ở đây là mọi người không có một cái bằng chứng nào để nói em giống sói hơn bao người đây đúng không? Câu thứ hai cái thứ hai ngay từ đầu người luôn luôn đi tìm kiếm sói mà kiểu rõ ràng kiểu nặng kiểu súng nhất luôn ấy. Là em tất cả mọi người ở đây ai đi tìm sói nhưng ngay từ đầu nhá chị Jenny cứ ngồi yên không kêu cứ kêu quan sát mãi luôn á. Câu thứ ba đúng không, tất cả các chị ở đây đều cái kiểu như thế luôn, tất cả mọi người đều cứ quan sát hoài. Thì phải quan sát. Câu thứ tư đúng rồi, nhưng em cũng quan sát mà em cũng đâu có biết gì đâu, nhưng em phải nói để trời đất ơi em cũng phải có cách thì sáng nó mới lòi ra chứ. Câu cuối cùng đúng không, tại sao mọi người cứ luôn luôn chỉ vào là em. Trong khi ở đây cũng còn rất nhiều người luôn á. Mình bị hưởng dữ. Hết 5 câu. Xong thì chết. Tùy theo mọi người. 5 Giết 4 Dân không thua. Giết 2 1 Hết. End game Dân thắng. Trong một đêm mưa gió bão bùn nắng chang chang thì đầu chó xuống như vậy. Dân làng đang yên giấc thì con mẹ cu bích trên trời bay xuống. Chị lấy tay em đấy. Với cái cung sau lưng, cu bích nhắm hai người, cu bích kép đôi, cu bích mở mắt ra. Nếu muốn chọn hai người cho coi là người nào, còn nếu mà cảm thấy bản thân mình bao quá thì chọn bản thân mình. Người thứ nhất là ai? Rồi, anh sẽ đi một vòng, anh chạm vô hai bạn. Hai bạn anh chạm vô là hai người ghép đôi. Chúng ta nhẹ nhàng mở mắt ra. Rồi giờ của sói bắt đầu. Ba con sói mở mắt ra. Rồi, ba con sói hôm nay muốn giết ai? Sói nhắm mắt lại. Bảo vệ em ta mở mắt ra. Bảo vệ hôm nay bảo vệ ai?
Bởi vậy nhắm mắt lại. Tiên tri mở mắt ra. Tiên tri hôm nay muốn soi bài của ai? Tiên tri nhắm mắt lại. Thợ săn mở mắt ra. Thợ săn ơi, thợ săn hôm nay muốn nhắm ai? 5 4 3. Thợ săn nhắm mắt lại. Rồi, trời sáng, tất cả mọi người chúng ta mở mắt ra. Rồi, tối hôm qua là chúng ta có một người chết. Sói mở mắt ra. Sói hôm nay giết ai? Sói nhắm mắt lại. Bảo vệ mở mắt ra. Bảo vệ hôm nay muốn bảo vệ ai? Bảo vệ nhắm mắt lại. Tiên tri mở mắt ra. Tiên tri hôm nay muốn soi ai? Năm. Bốn. Tiên tri nhắm mắt lại. Thợ săn mở mắt ra. Thợ săn hôm nay muốn nhắm ai? Năm. Bốn. Ba. Thợ săn nhắm mắt lại. Rồi, trời sáng, tất cả mọi người chúng ta mở mắt ra. Điều ba, nhẹ nhàng một người chết. Một người chết. Sói mở mắt ra. Sói hôm nay muốn giết ai? Sói nhắm mắt lại. Bảo vệ mở mắt ra. Bảo vệ hôm nay muốn bảo vệ ai? Mà lại bảo vệ nhắm mắt lại. Tiên tri mở mắt ra. Bằng to con mắt của mình để soi kỹ nào. Soi ai? Tiên tri đi ngủ. Thợ săn. Thợ săn hôm nay nhắm ai? Thợ săn nhắm mắt lại. Rồi, trời sáng, tất cả mọi người chúng ta mở mắt ra. Sáng hôm nay thì là chúng ta xảy ra một vụ án mạng. Hai người đàn ông. Sói mở mắt ra. Sói hôm nay muốn giết ai? Sói nhắm mắt lại. Bảo vệ mở mắt ra. Bảo vệ ai? Bảo vệ nhắm mắt lại. Tiên tri mở mắt ra. 5. Rồi nhắm mắt lại, tiên tri nhanh gọn lẹ quá ha. Thợ săn mở mắt ra. 5. Thợ săn nhắm mắt lại. Rồi, trời sáng, mọi người mở mắt ra. Dạ, dạ. Đi chơi với anh cho vui. Sói mở mắt ra. Bảo vệ mở mắt ra.
Bảo vệ nhắm mắt lại. Tiên Tri mở mắt ra. Rồi nhắm mắt lại. Thợ Săn mở mắt ra. Thợ Săn nhắm mắt lại. Trời sáng, tất cả mọi người mở mắt ra. Bên đây vui hơn. Đây vui hơn. Hello, khỏe không em? Sói, thức dậy. Sói nhắm mắt lại. Bảo vệ mở mắt ra. 5 4 3 2. Bảo vệ nhắm mắt lại. Tiên Tri mở mắt ra. Tiên Tri nhắm mắt lại. Thợ Săn mở mắt ra. Thợ Săn nhắm mắt lại. Trời sáng, tất cả mọi người đều mở mắt ra. Đêm hôm qua là chúng ta có một người chết. Rồi, trong game này chúng ta có 3 bạn sói. Đó chính là Moji, Ánh Sáng và Trùng Dương. Cái lúc mà em đi ra sao tức quá là chết. Nói rồi chắc mèo. Em là một con ma là chết lâu năm nhất. Thì em công nhận đây là bảo vệ mà phế nhất từ đầu giờ. Em đã nói tới cỡ mà nếu như đêm tiếp theo tôi mà chết là cái gì là nó bảo vệ. Em nói mé mé là nó phải bảo vệ em. Không bảo vệ em. Trong game này thì anh thấy ba bạn sói thì Ánh Sáng là có vẻ là anh dũng nhất. Đem thân mình ra bảo vệ hai sói kia, thu hút sự chú ý của mọi người cuối cùng lên đường. Không, em cảm thấy là hai sói kịp phản bội như này. Không, tại thấy là cô bé cố gắng không kịp rồi. Cố gắng không kịp mình đạp bạn ra luôn. Mà mọi người lắm, đêm khi em chết, cái đêm mà em chết á, em ngồi cái chín bằng sói là cái em nghe gì mà. Không, lúc đó là chị á, nhưng mà chị đang dần dần con kia, chị đang bị gì gì đó như vậy. Nhưng mà em rất là bực luôn á. Không, chị lúc đó chị không ai. Chị đang giỡn với Sunny. Chắc không phải là vô tình làm cho em suy nghĩ. Mình tính. Hồi nãy chị có nói nó hớ một câu mà các bạn không để ý lắm. Đó là đúng rồi, nhưng mà nó là bây giờ trong đây chỉ còn một con sói. Chính xác. Chính xác, đúng á. Sao chị biết còn một con sói, trong khi đó trong đây đếm lại còn 4-5 người. Khoan, cái đấy không phải em nói nữa mà em nói như thế để cho mọi người thấy em có suy luận thôi chứ em cũng không suy luận. Em nói cho vui vậy, em nghĩ là... Đúng, nhưng mà nghĩ kỹ là có vẻ hơi nguy hiểm. Trong làng chúng ta thì có một chuyện tình xảy ra nhưng nó không có để lại dấu ấn gì hết vậy. Ủa ai ghép cặp hai cặp này, cái cặp này vậy? Ai ghép vậy? Không hề biết là cặp đôi, không biết có tình yêu gì. Ủa ai là cô biết hả? Ai tự biết vậy? Tự ghép đôi nhau, tự sắp xếp nhau chết. Em hả? Nó rất là đoản mệnh mà, nó rất là vô hậu ấy. Một chuyện tình. Không kìa. Mở mắt ra thì sao chị mở mắt ra chị nhìn xung quanh, xong chị nhìn sang thấy em đang như này nhìn chị là thôi. Kéo ghế kéo ghế với chị Khánh đi thẳng đi. Chị ơi. Tay Khánh nó đang để trên đùi Mon này. Mon chị không được. Hàng chi tới lúc mà kêu cô biết cái Mon cứng gắt ra. Mon là gồm Mon em sợ. Sợ chạy sói sợ. Em không em cứ cái tay của Mon lúc mà gạt tay của KZ ra là trời lạnh ngắt luôn á. Chỉ giống như là trời ơi tới luôn rồi, hết máu luôn rồi. Rồi, cảm ơn 13 cô gái xinh đẹp của SCO48 đã đến tham gia chương trình Ai Là Ma Sói ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn BoardGameVN đã hỗ trợ những bộ game như thế này để chúng ta có những phút giây vui vẻ với nhau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.